Rồi bây giờ mình sẽ thử cái món này nha, thịt rán này, xào sả ớt hả? Ngon không? Ngon, thơm, cảm giác nó béo nhất là em biết nữa nãy à. Hello, xin chào các bạn. Đây là hai con rắn, rắn đã lột lột da rồi. Bây giờ sẽ bầm. Mình sẽ làm món rắn xào sả ớt. Mình sẽ đằng nó đi. Xào sả ớt ngon lắm, ngon và ngọt. Mấy người nướng cái này, nướng lột da rồi lại nướng để vậy quấn lại nướng ngon lắm. Nướng là cà, quấn là cam, nó là cam. Đang thực hiện đầm đầm nát đi. Này rắn này là rắn nước nha các bạn. Ok, sau khi đã đần xong thì mình đã cho vào tô các bạn. Nó đã bỏ một tí gia vị. Rồi, ớt này gồm hành này. Đó, các bạn nhìn đi. Bỏ ớt, hành và bột ngọt, bột nêm. Cực thơm luôn các bạn. Ok. Như vậy là chúng ta sẽ chuẩn bị xào thôi. Ok. Thì tiếp theo chúng ta sẽ xào các bạn. Xào rắn. Mình sẽ đổ rắn vào. Đó. Ok. Đây các bạn. Thơm lắm các bạn ơi, mát ngon luôn. Mình sẽ xào, sau đó mình ăn với bà tráng các bạn. Thơm quá. Thơm. Này là rắn nha các bạn. Rắn xào. Rắn nước xào. Ok. Sau khi xào thì chúng ta cho thêm một tí nghệ vào ha. Cho nó vàng nó ngon. Thơm lắm các bạn ơi. Này là rắn xào. Đấy. Có ớt nữa. Ok.
Như vậy là mình sạc xong. Sau đây mình sẽ ăn với bánh tráng nha các bạn. Ok. Mình chưa. Giờ sẽ thử ăn bánh tráng với rắn nha các bạn. Ăn đi cùng. Đây. Dứt lên, đó. Ngon. Ngon. Quá ngon luôn à. Câu của anh. Thử miếng. Ăn vào. Chậm thôi, nhanh đi. Cảm nhận sao cung? Cảm nhận thấy rắn sao? Thơm ngon. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái món này nha. Thịt rắn này, xào sạc hết hả? Ngon không? Ngon. Thơm. Cảm giác nó béo béo. Ngon nhất là em biết nữa. Nãy à. Ủa cái gì? Ok. Thấy ngon không các bạn? Chính nào. Giờ tao mình sẽ thử một miếng. Ok, mình sẽ mời các bạn một miếng. Rồi, đây các bạn. Đó, mời các bạn nha. Cực ngon các bạn. Rồi, rắn. Rắn xào. Ok, như vậy là video của mình đến đây là kết thúc ha. Nếu các bạn thích video này, vui lòng hãy like và share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.